Lộc Nguyễn mến chào quý anh chị và cô bác trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn nha. Hôm nay Lộc Nguyễn đang đứng trên mặt tiền đường của đường quốc lộ 50 nha quý anh chị. Một cái con đường huyết mạch để cho quý anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống cái vị trí đất mà hôm nay Lộc sẽ giới thiệu cho quý anh chị. Thì ngay khu vực Lộc đứng gọi là ngã ba tám chẻo nha. Thì ngay khu vực này quý anh chị quẹo phải là sẽ đi xuống trung tâm thị trấn Cần Giuộc nha. Và ngay đây là có một cái công viên luôn, công viên. Và ngay có cái đoạn đường đi thẳng xuống là sẽ đi xuống trung tâm của thị trấn Cần Giuộc. Thì ở đó nó sẽ tập trung những cái trung ương nè, ủy ban nhân dân nè, rồi các phòng công chứng đó, rất là xung quanh cái vị trí đất mà hôm nay Lộc giới thiệu cho quý anh chị á, nó sẽ rất là tiềm năng cũng như là có đầy đủ tất cả các tiện ích luôn. Thì xung quanh vị trí này á, nó chỉ cách cái ngã ba Tân Kim á quý anh chị chỉ tầm khoảng 1 km thôi. Và từ vị trí đất quý anh chị di chuyển lên chỗ bến xe quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 á, chỉ 9 km thôi quý anh chị. Thì cái vị trí đất hôm nay Lộc giới thiệu cho quý anh chị á, nó chỉ cách cái mặt tiền đường này á, đường quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 10 m thôi. Và con đường của chúng ta là một cái con đường thông luôn, không thiếu một thứ gì hết quý anh chị. Đây, cái con đường này đi vào bên trong á, nó cũng sẽ đi thông qua cái vị trí đất mà hôm nay Lộc sẽ giới thiệu cho quý anh chị luôn nha. Đó, nhưng mà tiếp tục á là mình sẽ đi ra cái vị trí cái đường chính để đi vào cái miếng đất nha, nằm ngay cái mặt tiền luôn. Thì cái con đường quốc lộ 50 này á, hiện tại á là nó rộng tầm khoảng 40 m ha quý anh chị. Thì ngay cái khúc mà cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành nè, tối qua bên sân bay quốc tế quý anh chị, thì hiện tại nó đang mở rộng cái đường quốc lộ 50 ra thêm nữa. Thì mai mốt nó rộng tầm khoảng 60 m luôn quý anh chị, đó khá là rộng. Thì ngay vị trí này nè, quý anh chị có nghe cái đường quốc lộ 50B chưa ạ? Cái đường quốc lộ 50B nó sẽ nối từ Trung Lương Tiền Giang chạy thẳng lên Phạm Hùng quận 8 nối dài luôn. Thì cái tuyến đường đó nó rộng tầm khoảng 56 km và rộng là 78 m. Đó, một cái con đường chia thành 6 làn đường, nó giống như đường Nguyễn Văn Linh nha quý anh chị. Và hôm nay một cái vị trí đất nó chỉ gần cái đường đó chỉ tầm khoảng 1 km thôi. Thì khi mà quý anh chị sở hữu cái miếng đất này rồi á, quý anh chị có thể là xây nhà ở nha. Vì đất của chúng ta là đất thổ cư đó, nên quý anh chị xây dựng tự do đó. Thì đây là cái mặt tiền đường quốc lộ 50. Và đi vào cái miếng đất này á, chỉ tầm khoảng 10 m thôi quý anh chị. Ngay cái chỗ này là bán sắt, bán nhôm rồi nè. Thì từ vị trí này quý anh chị di chuyển vào bên trong đất chỉ tầm khoảng 10 m thôi, rất là gần nha. Và con đường Lộc đang đi á, nó rộng tầm khoảng 2 m nha. Và cái vị trí đất đây quý anh chị, đó quý anh chị đi vào có vài bước là tới rồi. Thì ở đây á, Lộc phân ra làm 8 nền nha quý anh chị, 8 nền. Thì hiện tại đã bán hết 5 nền rồi, chỉ còn 3 nền đất thôi nha quý anh chị. Với cái diện tích là ngang 4 m rưỡi, dài 10,1 m. Và đất của mình là đất full thổ cư. Đó, đất thổ cư nha. Đất thổ cư thì quý anh chị mới xây dựng được nha quý anh chị. Đó, cái miếng đất mà tầm khoảng 45 m quý anh chị, khi mà quý anh chị sở hữu xong rồi á, quý anh chị xây dựng lên ở dưới khu vực Lộc bán á, là mình xây dựng lên tầm khoảng 14 m nha. Mình xây là một trệt nè, một lửng nè, hai lầu một sân thượng nha quý anh chị. Thì nó rất là rộng luôn. Đó, mình ở từ 6 thành viên trở lên thì rất là ok ha. Đây, cái nền số 1 bán rồi nha. Nền số 1 là nền gốc, bán rồi. Còn nền số 2 nè, nền số 2 từ cọc này qua cọc bên đây ha quý anh chị, 4 m rưỡi nha, chạy thẳng xuống dưới, chạy thẳng xuống dưới. Để Lộc chỉ ở mặt tiền mình trước nha. Ở đây là nền số 2 nè, là còn nền số 3 còn nha. Nền số 3 nó sẽ tới đây ha. Và nền số 4 bán rồi, nền số 5 còn, nền số 5 còn nha quý anh chị. Nền số 6, số 7, số 8 là bán rồi. Đó, thì ở đây còn 3 nền với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu cái nền đất này luôn nha, 1 tỷ 1 thôi. Và giá còn thương lượng là thương lượng với chính chủ nha, chính chủ đất luôn nha quý anh chị. Nên quý anh chị sẽ an tâm khi mà mua những cái sản phẩm ở Nhà Đất Lộc Nguyễn, quý anh chị sẽ làm việc trực tiếp với chính chủ đất, chính chủ nhà, và cọc là cọc với chính chủ đất luôn đó. Nên quý anh chị an tâm là sẽ mua được cái giá tốt so với thị trường ha. Và cái con đường này là 2 m đúng không? Thì hồi nãy Lộc đứng ngay chỗ vị trí đất, cái vị trí Lộc đứng đầu tiên á, là cái cũng có một con đường đi vào luôn. Đó, con đường này nè quý anh chị, nó sẽ thông qua cái con đường đầu tiên mà hồi nãy Lộc đứng á. Đây, phía bên tay phải nè,
Đó. Thì từ vị trí đó quý anh chị di chuyển ra quốc lộ 50 với tầm khoảng 10 mét thôi. Và ở đây có một cái nền gốc nè quý anh chị. Cái nền gốc là nền số 8. Đó, nền số 6, số 7, số 8 là bán rồi nha quý anh chị. Thì xung quanh khu dân cư của chúng ta khá là đông đúc và sầm uất rồi. Đó, không thiếu một thứ gì hết quý anh chị ơi. Đó, mọi thông tin chi tiết quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726, để Lộc Nguyễn sẽ dẫn cho quý anh chị đi xem với vị trí đất này thực tế và cho quý anh chị sớm sở hữu những cái nền đất đẹp với cái giá khá là tốt ha quý anh chị. Thì người ta thường hay nói á, cuối năm mua đất, đầu năm xây nhà thì rất là tuyệt vời phải không quý anh chị. Đó, quý anh chị hãy nhanh tay để sở hữu cho mình một cái nền đất trước Tết ha. Thì Lộc Nguyễn sẽ chỉ cái vị trí cọc tiếp theo cho quý anh chị nha. Đây, đây là cái cọc mà bề ngang của mình là 4,5 m đúng không? Thì mình sẽ đi xuống dưới là 10,1 m. Bây giờ Lộc sẽ đi xuống dưới cho quý anh chị xem nha. Đây, đi xuống đây ha. Ở đây thì hồi xưa thì chủ đầu tư mua nguyên một miếng đất lớn đó quý anh chị. Xong rồi xin phân lô tách thửa ra. Đó nên mình mới được 8 nền như thế này. Đây, cái cọc đây. Đó, từ cọc đó qua có cái cọc bên đó ha. Rồi, quý anh chị nhìn xung quanh nè. Một cái khu dân cư khá là đông đúc và sầm uất nha quý anh chị. Nó chỉ cách cái mặt tiền đường quốc lộ 50 với tầm 10 mét thôi nha quý anh chị. Ngay tay Lộc chỉ nè, là ngay quốc lộ 50 nè. Và cái nhà này là đang bán sắt bán đồ nha quý anh chị. Ngay mặt tiền đường luôn. Đó, quẹo vô 10 mét là tới. Còn nền số 2, số 3 và số 5 nha. Với một mức giá 1 tỷ mốt thôi. Thì quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình. Để mình đi xem vị trí đất thực tế nha quý anh chị. Với cái nền đất full thổ cư như thế này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay tầm khoảng 600-700 triệu nha quý anh chị. Đó. Đất của mình là đất ở tại đô thị, pháp lý rõ ràng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho chúng ta vay nha. Quý anh chị hãy nhấn một like và một lượt đăng ký kênh để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất tiếp theo là Nguyễn sẽ gửi đến cho quý anh chị mỗi ngày ha quý anh chị. Ở đây thì quý anh chị sẽ xây dựng tự do nha. Gần Tết rồi thì Lộc Nguyễn xin chúc cho quý anh chị và cô bác luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công và làm ăn lúc nào cũng phát tài phát lộc nha. Mến chúc quý anh chị. Chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video lần sau ạ. Nhà đất Lộc Nguyễn, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm.